Ok, chơi đi anh em nhỉ. Chơi không? Có chơi để mình xem còn búa công trình không. Búa công trình có 2 cái. Vâng, lấy cái thằng dân này ra đã. 52 gem, ok chơi. Nâng tháp công trình Wizard lên cho anh em nhá. 1, 2, 3. Mở. Cái tháp công trình đâu rồi? Vâng, không cần phải nghiên cứu đâu. Vâng, có vé vàng nên anh em sẽ được lợi thế rất nhiều khi sử dụng ở đây. Còn anh em nào mà chưa mua thì ngay liên hệ Akari. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đếm nào. 3, 2, 1. Đập. Oh yeah. Có luôn nhà ở đây rồi. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Bản update mùa hè của chúng ta 2021 đã có ở đây rồi. Và hồi nãy mình cũng đã có một video cho các bạn rồi. Và chúng ta hãy cùng đến với cái trải nghiệm mới xem nào. Ok, ok. Hiện tại thì chắc chắn là sẽ có một cái để nâng cấp cái Wizard Tower này, Archer Tower này. Ui rồi rồi. Tốn tiền vãi trưởng mà lại chưa có dân. Chạy thằng này một phát đã. Và mình sẽ review tổng quan trước. Chúng ta hãy cùng xem trong này. Thì có rất nhiều cái event. Cái Bay War của Inferno War Bay. Các bạn này, có luôn này. Rồi là trang phục của King này. Rồi nhân 4 Star Bonus này. Rồi là Pocket này. Sử dụng một cái em Super Troop mới này. Rồi là Inferno Tower Challenge thì mình cũng đã làm rồi này. Vâng, vui rồi, sự kiện cho cả miner nữa. Nói chung là quá nhiều đồ chơi. Đây, những cái gói ưu đãi trong này thì anh em liên hệ ngay Akari Gaming. Mình hỗ trợ múc cho các bạn nha. Thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn ơi. Ui rồi ơi, sẽ rất cần để nâng tím. Vâng, trải nghiệm phát nào. Cái điều mình cần làm ở đây đó chính là chúng ta phải mở cái đơn vị lính mới đây. Một phát này. Như vậy là hết bao nhiêu tiền? Bà rank 4,8 triệu thôi. Mà không biết mình có còn hột tím không. Và nâng cấp level mới cho rồng điện. Đâu rồi, nhà nghiên cứu đâu rồi. Rồng điện, đây rồi. Thiếu tiền. Không có thần chú rồi. Vâng, càng. Cà này rất căng. Vâng, mình có đá này ở đây. Đá này phải xài tiết kiệm, không là hẹo hết. Rồi ok, từ từ. Mình phải nâng được em rồng điện lên. Suy nghĩ một chút xíu. Rồi từ đã, trước mắt là cứ mua mấy cái thằng này trước đã đi. Đây, cái Bay War này các bạn này, 149.000 này, rồi trang phục King mới này, ok. Mà mở hàng là King nhá. Let's go. Ơi, và như vậy là mình đã múc xong rồi. Thanh niên King ra đây. Ok, múc một em. Úi rồi ôi, hàng này là hàng căng đấy các bạn ạ. Vâng, như kiểu là hàng vô địch King cái này, hàng hiếm này. Và ông này thì cũng hiếm. Đấy, đây là chiến thắng ở phần chơi contest. Úi rồi ôi, cầm rìu cầm chiếc các kiểu rồi, ok. Tiếp theo là sẽ múc cái gì đây? Múc cái gói sách tướng này nha, với cả book of everything đi. Ok, múc cái này nha, let's go. Rồi, ok, ngon luôn. Vâng, tiếp theo nữa chúng ta sẽ múc nốt cái gói thuốc tím này. Chơi đi. Vâng, nâng dòng điện và đầu tư thôi. Ok anh em ơi, nó lại vãi đạn luôn. Múc hết rồi. Uy tín. Vâng, dòng điện. Được rồi, vâng, 15,2 triệu. Ok, vâng, book of everything. Xót xa nhỉ. Ok, không sao. Chờ bao nhiêu ngày? Đây là bao nhiêu ngày? 15 ngày để trải nghiệm dòng điện à? Không đâu. Vâng, book of fighting, book of building. Let's go, múc nốt nào anh em ơi. Đập tuét tôi lại nhè trốn vợ đây. Rồi, ok. Anh em cần gì cứ liên hệ ngay Akari Gaming múc cho các bạn nha. Vâng, mắc hết các kiểu đây. Đây rồi, dòng điện của tôi. Oh yeah. Finish rồng điện. Quá đã luôn nha. Như vậy là tớ đã có rồng điện cấp 5 rồi anh em ơi. Oh yeah. Yep. Và như vậy là chúng ta còn blue nữa. Để nâng. Thì mình sẽ sử dụng thuốc tím ở đây. Dùng thôi, full kho. Yes. Full kho rồi đúng không? Nâng tiếp em rồng balloon này lên. Ok. Ngon nữa. Vâng, tiếp tục vào đây múc nốt cái gói này. Ok, múc tiếp. Tuyệt vời, tuyệt vời. Múc fighting, chúng ta lại có mắc tiếp cả blue. Rồi, ok. Thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn. Vâng, nâng tiếp. Yeah. Vâng, còn 5 triệu mấy nữa thì từ từ nâng tiếp. Vâng, em rồng lớn thì tớ nâng sau cũng được. Vâng, bây giờ thì tớ chờ cho thanh niên này nó ra đây đi để tớ nâng một cái nào. Vâng, cái thanh niên 5 giờ này 68 gem thì chưa đủ với trâu chút xíu đã. Vâng, đây anh em, rồng điện cấp 5. Tuyệt vời. Mắc cấp độ và balloon mắc cấp độ. Đây các bạn, chỉ số của rồng điện nó chính là đam sát thương mỗi giây là 360, đam khi phá hủy là 630, máu là 4.800. Tuyệt vời, hay quá nhờ. Và đây balloon nữa cho các bạn xem này. Trọng nữa thì mình sẽ mở cái em kia sau, New Rocket phía sau. Vâng, balloon mắc cấp độ đây các bạn, cấp độ 10, 276, đam sát thương là 3552, máu là 1040. Rồi, ok. Mình sẽ có em unicorn ở đây nữa đúng không? Unicorn đập. Ok, mắc unicorn. Yeah, tuyệt vời. Vâng, để xem mình còn sách tướng nữa không. Mình còn 2 sách tướng nữa. Vâng, đập nốt luôn. Đập em trâu bò húc lên. Ok, đập. Rồi, vâng, bây giờ thì còn 47.000. Còn thuốc đen nữa không? Còn quật nốt sử dụng. Nâng lên thuốc đen. Vâng, đập nốt một em nữa, trâu bò húc lên. Ok, lại đập sách. Đấy các bạn. Vâng, các bạn cần những gói nào thì nhanh tay liên hệ Akari Gaming hỗ trợ múc nha. Vâng, múc hết đây rồi. Quá đã, chuẩn bị đồ lên cấp. Đánh tiếp nào. Vâng, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là mình đây, Akari, Class with Akari. Đây, anh em lên Facebook tìm kiếm từ khóa Class with Akari hoặc là bài đăng mình cũng đã để ở trong phần mô tả video rồi. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu livestream ở trên cái fanpage mới của mình các bạn nhé. Vâng, mới toanh luôn đấy các bạn này. Đây, tối nay 8 giờ chúng ta sẽ có trận đánh giữa AE Việt War với cả là Hadaza for You Afghanistan chuỗi win 5. Đây, thì mình đã lên lịch cái buổi livestream này rồi. Anh em nào mà chưa biết thì hãy lên follow cái fanpage này của mình. Bởi vì từ giờ trở đi mình sẽ livestream ở Facebook bằng cái fanpage này, Clash with Akari anh em nhé. Và mình không quên các bạn ở Facebook đâu, anh em yên tâm, đầy đủ luôn. Và tối nay thì sẽ có một video 7 giờ về update, 8 giờ chúng ta sẽ đánh livestream. Ok, tất cả anh em cùng thành công nhá. Chắc chắn là mỗi khi có bản update thì Akari Gaming sẽ luôn là người đồng hành với quý vị và các bạn. Nếu bạn nào chưa biết website akarigaming.com thì các bạn hãy gõ vào Google là thấy. Và ở trong này luôn sẽ có những cái video hướng dẫn về update, cập nhật những thông tin mới nhất cho quý vị và các bạn. Và cách cập nhật của mình có rất nhiều cách. Và các bạn có thể ở trên hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android, tất cả đều được mình hướng dẫn rất là đầy đủ các bạn nha. Anh em chỉ cần gõ cập nhật Clash of Clans Akari Gaming thì sẽ có mặt đầy đủ cho anh em ở đây. Đấy, kể cả hệ điều hành Android cũng có rất nhiều 3 cách luôn cho các bạn. Và anh em đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ. Và các bạn vào website mà thấy quảng cáo thì anh em bấm vào đấy ủng hộ cho mình cái nha. Và đừng quên có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hay là ưu đãi gì cứ liên hệ ngay Akari Gaming. Thoải mái sẵn sàng cho các bạn thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo. Và đặc biệt ở trên website của mình còn có rất nhiều những cái combo, những cái mẫu bay ở các nhà chính khác nhau. Và các bạn có thể thấy ở đây từ Town 6 đến Town 14 luôn các bạn nha. Sắp tới Town 15, 16 gì cũng đầy đủ hết. Thôi chưa mình cũng vừa mới ra một bay đây các bạn này. Rất nhiều mẫu bay, anh em bấm vào copy về sử dụng free bình thường các bạn nhá. Ok luôn, cực kỳ ngon nghẻ luôn nha. Ok các bạn ơi, vâng, bây giờ hãy cùng Akari Gaming trải nghiệm trong một trận đánh đầu tiên sau update với rồng điện 5 và balloon 10 nó sẽ như thế nào các bạn nha. Oh my goodness, cái bay tôi rất ghét. Thực sự là cái bay này nó cực kỳ khó chịu anh em ạ. Hãy tự tin lên nào Akari. Cố lên. Yeah. Ok. Come on. Ui giời ơi. Ui giời, căng quá bạn ơi. Vâng, làm thế nào bây giờ bạn ơi? Hãy cứ bình tĩnh mà chiến nào. Vâng, bạn là rồng điện cấp 5 cơ mà. Cố lên bạn. Vâng, Tổ quốc sẽ ghi công các bạn. Yên tâm. Giao bánh luôn đi. Inferno một tia đang bắt. Bịt nó lại. Đúng rồi. Bạn là dòng điện cấp 5 mà Akari. Unicorn là mắc cấp độ cơ mà. Bạn là còn sắm trang phục cả thằng Kinh mới cơ mà. Hãy tự tin lên nào Akari. Let's go. Let's go, let's go. Queen gồng luôn 80. Trời. Ui rồi ơi. Ui rồi ơi. Ui rồi ơi. Kinh 80 còn chưa gồng cái này. Vâng, chuẩn bị lên đồ. Này thì bay này với chúng tôi này. Baby có nằm không? Vâng, baby hẹo rồi. Cố lên, unicorn cũng đã đứt xích. Vâng, kinh 80, trâu bò húc vô 40 cúc cầm về. Vâng, chúng ta khỏe hơn cơ mà. Yes, trải nghiệm tuyệt vời với lồng 5 mắc cấp độ. Quá đã anh em ạ. Ui giời, star bonus. Ok, nhận đồ để mình xem nào, lấy tiền nào. Vâng, 4 triệu mấy. Rồi, tớ đã đủ tiền để nâng cấp một cái công trình mới. Một cái tháp Wizard Tower. Yes. Ok. Chơi đi anh em nhỉ. Chơi không? Có chơi để mình xem còn búa công trình không. Búa công trình có 2 cái. Vâng, lấy cái thằng dân này ra đã. 52 cho em. Ok, chơi. Nâng tháp công trình Wizard lên cho anh em nhá. 1, 2, 3. Mở. Cái tháp công trình đâu rồi? Vâng, không cần phải nghiên cứu đâu. Và có vé vàng nên anh em sẽ được lợi thế rất nhiều khi sử dụng ở đây. Còn anh em nào mà chưa mua thì ngay liên hệ Akari. Và bây giờ chúng ta cùng đếm nào. 3, 2, 1, đập. Oh yeah. Có luôn nhà ở đây rồi. Đẳng cấp luôn anh em nha. Và bây giờ tớ sẽ lấy thằng này đập tiếp, nâng cái này lên. Mở. Ok. Barracks cấp độ 15. Đây, đưa lại đây cho anh em ngắm một thể. Quá chất chơi luôn. Đây và các bạn ơi, mở được đơn vị lính đây rồi nha. Em Dragon Rider. Vâng, mới là cấp 1 thôi, cần phải lên nó rất nhiều nữa. Thì cái đấy sẽ lên sau đi nhé. Ok, cực kỳ hấp dẫn. Và nói chung là mình cố gắng làm video trải nghiệm cho anh em những gì nó ngon nghẻ nhất. Tiếp theo cái này là 14 triệu mấy mà chúng ta đang hết tiền. Vâng, hết tiền nhưng lại không có đá nữa à. Ôi rồi ôi. Hết đá rồi. Thôi để lúc khác vậy. Vâng, video sau đi. Video sau mình sẽ làm tiếp cho anh em để mở cái đấy. Trước mắt là có lẽ mình sẽ để thằng kia nâng tiếp cái barracks lên để mở toàn bộ mấy cái nhà barracks kia. Bởi vì đằng nào thì cũng chưa có tiền để mà ấy nữa mà. Ở đâu ấy? Barracks đây rồi. Nâng tiếp 4 triệu mấy trong vòng 6 ngày. Ok, mở luôn một nhà nữa. Vâng, đập tét tôi là nghề luôn cho các bạn. Tiếp theo nhà nào nữa đâu? Đâu rồi? Đây, một cái barracks nữa. Mở nốt rồi. Vâng, hết luôn cả tím các bạn ạ. Ok, tạm thời video này là thế đi. Vâng, sẽ có cấp độ mới cho balloon này, rồng điện này các bạn này. Và ở trong nhà nghiên cứu thì các bạn sẽ thấy được rồng lớn cũng lên cấp này. Và đặc biệt là cái em đây Dragon Rider thì mình sẽ làm một video riêng về em này ở video khác các bạn nhé. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Akari Gaming nhá. Bye bye anh em.